đó, vali túi sách về quê lên. Các bạn sinh viên đó hôm nay là cũng đi hết về đây. Đây mấy cái xe máy này người ta chở về quê này để ăn Tết này. Đó, xong đầu cái người ta bọc thùng gạch tông rồi quấn băng keo rồi đó thì cho lên trên xe luôn. Rồi bé nằm trên lưng mẹ kìa. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 5 giờ 15 phút ngày 29 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày mùng 8 Tết. Và em đang đứng ở khu vực bụi tàu Phú Lâm, con đường Lục Tịch năm xưa. Hôm nay là con đường Kinh Dương Vương hướng về xa cạn miền Tây. Con đường cắt ngang ở đây là con đường An Dương Vương. Bên phải anh chị đi về ngã tư 4 xã. Bên trái anh chị đi ra Võ Văn Kiệt. Và sau lưng của em thì chúng ta sẽ đi về vùng bên cây gõ, công viên Phú Lâm. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và có cái khởi đầu thật là tốt trong cái năm này, năm Quý Mão. Hôm nay mùng 8 và cũng là ngày Chủ nhật cuối tuần và cũng là ngày cuối cùng. Và ngày mai chúng ta bắt đầu một tuần mới thứ hai, ngày mùng 9 bắt đầu khai trương hàng loạt tất cả luôn, làm việc chuẩn bị cho một cái năm được dự đoán là rất là khó khăn sắp tới. Hôm nay xuất phát ở đây, mời cô bác anh chị cùng với em chúng ta đi cập nhật một vài cái hình ảnh về khu vực xa cạn miền Tây trên con đường Kinh Dương Vương Lục Tỉnh này. Những cái hình ảnh bà con mình lịnh kỉnh đồ đạc từ dưới quê lên Sài Gòn, không biết là bây giờ có còn hay không. Mời cô bác anh chị cùng đi dạo với em buổi chiều tà, hoàng hôn đang buông xuống, dòng xe rất là tấp nập. Em đi ngược hướng này lên xa cạn miền Tây, sau đó em quay quay đầu qua bên xa cạn đi vào bên trong xem tình hình như thế nào. Năm nay thì ở khu vực cửa ngõ phía đông không có kẹt, cửa ngõ phía tây này thì mấy hôm nay em cũng chưa có đi, trước Tết cũng không có đi. Bây giờ là mời cô bác anh chị đi cập nhật một vài cái hình ảnh cái cuộc sống mà lịnh kỉnh rời quê, rời Sài Gòn về quê rồi lại bắt đầu quay trở về Sài Gòn để mưu sinh. Sài Gòn ở vùng đất mà ai cũng mong được bám trụ ở đây, sinh sống ở đây, giống như là miền đất hứa vậy. Ngày xưa cứ bắt đầu mê Sài Gòn từ khi có Trí Khôn cho tới khi đi học thì cũng với cái mục tiêu là vào Sài Gòn để học. Cũng cần phải nói là lúc trước thì ở quê hầu như là không có trường đại học đó, tốt nghiệp 12 xong thì chỉ có chọn lựa là đi học nghề thôi hoặc là vào Sài Gòn có vài cái trường trung cấp nghề. Chính vì vậy mà ngày xưa lớp của tụi em đây thì không có chọn lựa nào ở ngoài quê cả, chúng mình đều phải vào Sài Gòn thôi, không cao đẳng thì trung cấp, không trung cấp thì đại học. Đấy, cho nên là nó vừa là một cái đích đến mà cũng vừa là bắt buộc nữa. Ngoại trừ những người mà muốn ở nhà để học cái nghề mà lấy vợ đó, kiếm tiền nuôi con. Còn nếu mà những người có chí hướng cao hơn thì hầu như là bắt buộc phải vào Sài Gòn. Đấy. Và bây giờ thì tốt nghiệp ra trường làm ăn sinh sống ở đây rồi lại về quê rồi lại lên Sài Gòn. Một buổi chiều tà, hôm nay em đi ngoài đường thì em thấy hầu như là đường xá đông nghẹt lại rồi.
các hàng quán hầu như cũng đã mở hết rồi. Các cái chợ thì hình như là cũng mở hết rồi. Phía trước đây là chúng ta đi tới xa cảng miền Tây bên tay trái. Đó. Và xe ra vào rất là tấp nập. Đó, từng đoàn xe cứ chạy như thế. Đi miền Tây nó chật vật lắm anh chị, nó chật vật hơn đi khu miền Đông. Bởi vì ở khu vực miền Tây bây giờ kẹt xe, các cái cầu họ làm rất là nhỏ rồi quá tải rất là nhiều, kẹt xe dữ lắm, kẹt xe dữ thần luôn. Mỗi cái ngày nghỉ lễ Tết thì đi về miền Tây là ám ảnh luôn anh chị. Đó, ở đây là khu vực xa cảng miền Tây, bên trái của em. Em chạy một đoạn này lên trên kia em vòng xuống. Và chiếc kẹp ở phía giữa. Ghê quá. Làng này là cái làng của bên trong xe máy mà xe nó kẹp 2-3 chiếc. Thấy sợ luôn. Chen chúc nhau anh chị. Em lên trên phía tên lửa em quay lại. Khu này là khu tên lửa. Rồi không biết cũng có khu lựu đạn với lại bom mìn gì hay không. À, ở đây mình có thể quay được nè anh chị. Ở đây mình có thể quay được. Quay ở đây đi. Bệnh viện Triều An. Xe quá trời. Đây là bệnh viện Triều An, bệnh viện khu viện miền Tàu của anh chị. Đó, qua đường, qua đường. Đồ đạc lĩnh kỉnh vậy không, đi về bến xe xong bắt đầu ra đây đợi người thân hoặc là bắt xe ôm hoặc là Grab. Những cái vali, những cái túi sách ở quê lên đôi khi thì chợ tùm lum đồ hết anh chị. Không đâu bằng gia đình. Cứ mỗi lần về là mẹ xách cho nguyên một giỏ con gà, con vịt, mỡ rau, bánh tét, bánh chưng. Có đôi khi mình mang về biếu ba mẹ, xong đến khi đi ba mẹ lại nhét vào cho mình hết. Em cũng thích cái cảm giác đi về quê như và đi lên lắm. Ngày xưa cũng như vậy, cứ đi xe máy như thế này nè anh chị. Đó, chợ vali rồi đó, ba lô rồi đó, vui lắm. Cực nhưng mà vui, đôi khi nó như vậy. Xe vào xa cảng, đồ đạc này, hẹn hò người thân. Chút cái không khí của xa cảng miền Tây trong cái ngày mà gần như là cuối cùng để quay trở lại Sài Gòn làm việc. Ăn Grab đậu ở đây. Đó, đồ đạc lĩnh kỉnh như thế. Đây nữa nè anh chị. Em chạy vào bên trong nha.
lên luôn. Sáu ở đây có 4.000 à. Em vào Sa Cạn miền Tây ở đây 4.000 hả? Ở em coi lại coi chứ em thấy ở bên bến xe miền Đông là 7.000. Đúng rồi, bên này đưa lại 6.000 tức là có 4.000, bên bến xe miền Đông 7.000 khi mà xe máy đi vào anh chị. Rồi mời cô bác anh chị cùng cập nhật một chút cái khung cảnh bên trong Sa Cạn miền Đông này, Sa Cạn miền Tây này. Đó, cách cửa xuống xe bên trong này đông hơn ở bến xe miền Đông hôm qua hôm kia em có đi. Đây cái bãi trả khách này. Đó, đó vali túi sách về quê lên. Các bạn sinh viên đó hôm nay là cũng đi hết về đây. Chỗ này là cái bãi trả khách cũng như là cái bãi xe bus nữa, xe bus người ta cũng đón ở đây nữa anh chị. Đó, bắt đầu xuống xe. Đây phương trang này, hàng hóa xe máy xe đồ cũng gói luôn. Phương trang có xe trung chuyển này, đó xe trung chuyển phương trang màu trắng trắng nên chị, tại vì bây giờ là xe lớn người ta không có cho vào bên trong nội thành nữa cho nên các cái xe bây giờ người ta phải trung chuyển. Bến xe miền Tây thấy đông đúc nhộn nhịp hơn. Hôm qua em qua bến xe miền Đông trời nó vắng một trời luôn. Mai Thảo, các cái nhà xe. Đây là những vị khách đi xe, đi xe hơi lên. Còn những người đi xe máy khu vực miền Tây đi lên cũng rất là nhiều. Họ cứ lịnh kịnh đồ đạc chở lên xe máy như vậy. Trời ơi cô chợ nguyên một bao to dữ không. Taxi hãy vô đây bắt khách luôn. Đây có cái bãi phương trang chở xe máy này anh chị. Ở đây bà xuống xe giải thích không nổi luôn á, nhiều khi bị bệnh khớp đau nhức. Trời ơi mấy đứa nhỏ nó nằm vật vã thành xác trên xe rồi, bây giờ nằm vật vã luôn. Đây mấy cái xe máy nè, người ta chở về quê nè để ăn Tết nè. Đó, xong đầu cái người ta bọc thùng gạch tông rồi quấn băng keo rồi đó rồi cho lên trên xe luôn, xe hơi đó anh chị, rồi đi về về quê. Ở cái cổng này có ở xe máy rào có, cổng này có xe máy ra. Nước
vào trái nha, em vào trái em vào lại cái cổng của Sa Cảng, đi xuống lại đi đường ngoài, lúc nãy em chưa có đi đường ngoài. Xe rất là đông. Đi lên trên vô cái cổng trên á, con đường Lục Tĩnh năm xưa đây. Em chạy nhanh một chút thôi anh chị, ở đoạn này muốn xi nhan qua đường nên mình chạy nhanh một chút. Xe quá trời luôn. Taxi rồi bây giờ hoạt động hết công suất. Đó, Thảo Vi khách cứ lên xuống xe rất là nhiều. Hôm nay thì mời cô bác anh chị cập nhật một chút cái tình hình ở khu vực ở Sa Cảng miền Tây. Chúng ta cùng nhìn những cái hình ảnh bà con mình xuống xe đồ đạc từ dưới quê đưa lên và bắt đầu cuộc sống mưu sinh cho những ngày sắp tới. Wow, đón bà con đông dữ. Đó, taxi nè anh chị, quá trời Grab rồi đó, đón khách. Kéo à, thùng bị tôm là vali. Rồi, bé nằm trên lưng mẹ kìa. Đó, đồ đạc đồ quá trời anh chị, người bắt đầu. Sau một tuần ăn Tết ở quê nhà, ai bắt đầu bây giờ cũng lo lên Sài Gòn làm ăn.
Rồi em đi ra lại đường Kinh Dương Vương Lục Tỉnh, phía dưới này thì vắng hơn. Đây người ta cũng trang trí những cái chậu cúc mâm xôi đây anh chị. Rồi hướng này em xuống hướng lại Bùng Binh Phú Lâm. Rất là nhiều người đứng chờ xe anh chị. Thấy à. Có người thì họ gửi xe máy ở cái bãi của bến xe đó. Rồi lên đây lấy xe đi về. Có người thì đi xe Grab ra, xe ôm ra. Bây giờ xe ít có thể mà đón được trong nội thành lắm, chỉ trừ những cái nhà xe lớn như Phương Trang rồi đó, họ có xe trung chuyển thôi. Còn mấy nhà xe nhỏ đó thì rất là khó để mà đưa rước khách trong nội thành. Ở đây người ta còn có bán mía đó này, không biết là bán mía này để làm gì, một nhà mía luôn, chuẩn bị cúng nữa. Năm nay thì cũng có một số công ty doanh nghiệp họ khai trương vào ngày Vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng đó. Cho nên là bây giờ cũng có một vài cái chợ nè, rồi công ty họ đóng cửa. Xe anh chị thấy không? Đồ đạc lỉnh kỉnh đi lên Sài Gòn. Từng bao từng bao. Đi đường xa đi xe máy cực khổ, nhất là có con nhỏ nên gì. Em có một năm 30 tháng 4 năm nào đó cũng về 30 tháng 4 sau cái mùa dịch phong tỏa đó, kẹt từ Sài Gòn đi ra cho tới Dầu Dây. Trời ơi, đi từ Sài Gòn mà về nhà mà đi từ lúc 4 giờ sáng mà tới 11 giờ trưa chưa tới nơi. Khủng khiếp thiệt. Có đứa bé, trời ơi, khóc quá trời luôn anh chị, khóc rất là nhiều, nó mệt á. Cho nên là đi về quê như thế này mà có em bé là cực rồi, mà kẹt xe là cực nữa. Đó, cuộc sống mà, vậy thôi, đôi khi chưa có cái điều kiện đi, chưa có điều kiện mua xe hơi. Đi xe khách thì giá vé cũng vài trăm ngàn đồng một chặng. Cả gia đình 4 người nhiều khi mất hết cả triệu rồi. Đó nên là đôi khi người ta đi xe máy. Hôm nay ngày cuối cho nên là đường xá cũng rất là nhiều xe máy chở đồ, chở con, chở vợ quay lại Sài Gòn. Ở đây đi thẳng thì anh chị đi con đường Hậu Giang để về chợ Bình Tây. Em sẽ quẹo đi hướng về cây gõ. Ồ, cái xe trung chuyển này đây nhét quá trời luôn nè. Hàng hóa trong người ta đứng. Trời ơi, Mai Thảo này, đồ hàng hóa ở trong đầy xe luôn. Người đứng không mà không được ngồi. Công viên Phú Lâm bên tay trái của em. Bắt đầu một năm mới, không biết sắp tới sẽ như thế nào đây.
bên trái em là công viên Phú Lâm. Ở đây có một anh tướng tá to con. Phú Lâm này thì cho tới tận ngày hôm nay nó vẫn có rất là nhiều cái phức tạp trên chị ngay công viên Phú Lâm, cướp giật nè, hoặc là một số công việc của chị em đó ở đây xì ke đâu cũng nhiều á, cho nên là đi ngay chỗ này, vị trí này thì cô bác anh chị cẩn thận, đừng đi khuya quá hoặc đừng đi sáng sớm. Hướng này là em đang chạy về Bùng Binh Cây Gõ đó anh chị. Trước nhà còn có mấy chậu cúc. Đó, đồ đạc vali kìa. Mấy hôm nay Sài Gòn mình cũng mát mẻ, tối ngủ không có cần phải máy lạnh, máy quạt là cũng đủ rồi. Suốt từ mấy mùng này anh chị, bữa em vào đây mùng 6, mùng 7 rồi đó, mấy mùng này là em thấy trời khá là mát mẻ. Đây, xe dựng đưa đón khách ở đây nè. Theo hướng này thì qua khỏi cầu Ông Buông là chúng ta xuống Bùng Binh Cây Gõ. Chia tay mùa xuân, 3 ngày Tết 7 ngày xuân, hôm nay là mùng 8 rồi, coi như là hết xuân rồi. Bên phải em ở đây là cư xá Phú Lâm A. Ở đây cũng còn nhiều nhà người ta đang đóng cửa. Hôm nay cũng là ngày Chủ nhật nữa cho nên là đôi khi người ta nghỉ tới hết ngày nay luôn, ngày mai mới bắt đầu làm lại. Rồi em tới ngay chỗ cái Bùng Binh Phú Lâm. Còn hôm nay là buổi tối cuối cùng, chắc bà con mình bung xà láng nhậu nhẹt. Nhưng mà Sài Gòn mình càng ngày là càng đêm nào cũng nhậu, đêm nào cũng là cuối tuần. Cái số lượng người đi nhậu và số lượng tiêu thụ rượu bia bây giờ là rất là nhiều thưa anh chị. Tối nào thấy cũng đông, quán nào thấy cũng đông, ngày thường cũng như ngày lễ, ngày trong tuần cũng như ngày cuối tuần, đông nghẹt.
ở bên tay trái của em là ghê quá, bên tay phải của em là đường Nguyễn Văn Luông, Thiệu Trị năm xưa đó. Anh chị đi về Lò Gốm, đi về Hậu Giang. Bên phải của em đó, bên trái của em là Mà Hôm, Mà Hôm có mắt, có trường hình như là trường Mạc Định Chi đó, một bên này. Rồi mời cô bác anh chị đi lên cầu Ông Buông, cầu Ông Buông Phú Lâm đây. Chúng ta đi hướng về vùng bên cây gõ. Tân Hòa Đông, bên trái em là Tân Hòa Đông. Tân Hòa Đông thì chạy hướng về quốc lộ luôn, xa lộ Đại Hàng đó anh chị. Trường Mạc Định Chi bên tay trái của em. Hướng này chúng ta lên cầu là cầu Ông Buông. Khu vực này thì em hay gọi là cầu Phú Lâm á, bến Phú Lâm phía dưới này. Và đi qua con kinh Lò Gốm. Một vài cái hình ảnh như vậy xa cạn miền Tây chiều cuối cùng đón cái Tết. Hy vọng cô bác anh chị có những giây phút dạo phố cũng như là cập nhật một chút cái tình hình ở khu vực xa cạn miền Tây, con đường lục tỉnh Kinh Dương Vương ngày hôm nay. Và em xin được tạm dừng cái clip ở đây. Chúng ta vừa xuống khỏi cầu Ông Buông hướng đi về vùng Binh Cây Gõ. Và em cũng xin một lần nữa kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều điều tốt đẹp trong một tuần mới bắt đầu của một năm lại bươn chải mưu sinh. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Phía trước là chúng ta đi về vùng Binh Cây Gõ đó anh chị. Bye bye.